chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 3 tháng 11 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Những di chứng từ các tin đồn rò rỉ về hai vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc chưa thôi làm Mỹ lo ngại, đã có thêm thông tin về những hành vi bất thường của các vệ tinh Trung Quốc ngoài không gian. Trong thống kê mới nhất, số liệu cho thấy Trung Quốc thực sự đã dẫn trước Mỹ trên đường đua không gian. Phải chăng một thế trận đã được Bắc Kinh thiết lập sẵn ngoài vũ trụ, sẵn sàng cho chiến tranh không gian bùng nổ? Trở lại với vụ tai nạn ồn ào của tàu ngầm hạt nhân Mỹ, dầu đã lên tiếng giải thích về chi tiết vụ việc, nhưng Trung Quốc tố Mỹ lập lờ trong lời biện minh và vô trách nhiệm trong vụ tai nạn tàu ngầm hạt nhân. Trong lúc đó, trước sức ép của Trung Quốc, Đài Loan đã tăng cường đào tạo quân dự bị sẵn sàng cho mọi tầng lớp binh lực. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới trong 24 giờ qua. Hệ thống phòng thủ bờ biển Nga thành công quét sạch mục tiêu khi tập trận. Nga sẽ xuất khẩu sát thủ di tên lửa đạn đạo S-500 cho Ấn Độ và Trung Quốc. Taliban hứa hẹn sẽ cho trẻ em gái trở lại trường học, thực hư ra sao? Liệu bạn sẽ thử cà phê nuôi trồng trong phòng thí nghiệm nếu nó giúp bảo vệ môi trường? Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 3 tháng 11 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong nhiều tháng trước, việc Trung Quốc tiến hành không chỉ một mà tới hai vụ thử tên lửa siêu thanh bay vòng quanh trái đất trước khi tiến đến mục tiêu đã tạo nên một cơn dư chấn không hề nhỏ cho Lầu Năm Góc và chính quyền của Tổng thống Biden. Trước nỗi lo Bắc Kinh đang dần trở thành một đối thủ đáng gờm trên trường đua khí tài công nghệ cao. Thế nhưng, nỗi lo không chỉ gói gọn trong những vụ thử vũ khí quân sự, mà những lần trình làng công nghệ vũ trụ của Trung Quốc cũng khiến giới quan sát phải trầm trồ. Một thống kê mới nhất được đăng tải trên tờ South China Morning Post cho thấy, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc đã lập kỷ lục về các vụ phóng vào không gian so với bất kỳ năm nào trước đó. Không những vậy, Trung Quốc còn đang dẫn trước Hoa Kỳ về số vụ phóng. Cụ thể, Trung Quốc đã tiến hành tới 40 vụ phóng tên lửa dù đã có 2 lần thất bại, cùng với ít nhất 7 lần nữa được lên kế hoạch trước cuối tháng 12. Trong khi Hoa Kỳ đã có 39 lần phóng, trong đó có 3 lần thất bại, còn Nga chỉ mới thực hiện được 18 vụ phóng trong năm nay. Các sứ mệnh đáng chú ý của Trung Quốc năm nay bao gồm việc phóng thành công mô đun lõi của trạm không gian Thiên Cung bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B hồi cuối tháng 4, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng trạm không gian riêng của nước này. Cùng với đó là hai sứ mệnh đưa hai tổ phi hành gia thay phiên lên làm việc tại trạm. Ngoài ra, hệ thống vệ tinh trinh sát với loạt 138 vệ tinh của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đang hình thành năng lực tương tự chương trình tấn công nhanh toàn cầu BCS của Mỹ. Thế hệ tên lửa mới được thiết lập để trở thành phương tiện vận chuyển chủ chốt Long March 5B và Long March 7A hạng trung. Cả hai đều lần đầu tiên ra mắt thành công trong năm nay sau những lần trì hoãn thất bại. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình không gian trong những năm gần đây và đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Những nỗi nghi ngại của Mỹ chính là những thành quả xác thực nhất cho chiến lược của Trung Quốc. Trong một dấu hiệu khác cho thấy, Mỹ không lo xa về việc Trung Quốc đang bày sẵn thế trận ngoài không gian. Đó là một vệ tinh của Trung Quốc đã có thể dễ dàng phát hiện ra bóng của vệ tinh dò thám Mỹ đang tới gần rồi kích hoạt một động tác tránh né kịp thời. Một vài di chuyển mà theo Jim Cooper, người đứng đầu về nhận thức tình huống không gian tại Trung tâm Điều hành Không gian Thương mại, COM-OC đánh giá là khó và đòi hỏi sự nhạy bén, cũng như vệ tinh phải được trang bị một hệ thống phù hợp để xử lý. Sự vụ này cũng đã được FBNC đưa tin trong bản tin ngày hôm qua. Mặc dù vẫn còn nhiều yếu tố mà Trung Quốc tụt hậu phía sau như khả năng vận chuyển các tên lửa, nhưng trước những bước tiến vượt bậc qua các số liệu thống kê thực tế, Lầu Năm Góc của Mỹ đã nhiều lần thể hiện sự nghi ngại về tương lai khi cho rằng những vệ tinh với nhiệm vụ trông có vẻ bình thường của Trung Quốc sẽ trở thành các sát thủ diệt vệ tinh nếu bùng nổ một cuộc chiến không gian. Vào tháng trước, một sự vụ khiến dư luận thế giới chấn động cũng như làm dấy lên sự hoài nghi về năng lực trinh sát biển của tàu ngầm Mỹ đã xảy ra. Đó là tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut được báo cáo gặp nạn trên Biển Đông. Ngay lập tức, Trung Quốc như diều gặp gió liên tục kêu gọi Mỹ đưa ra lý do cho tai nạn vừa xảy ra. Và như FBNC đã thông tin đến quý vị trong các bản tin hôm qua, hạm đội 7 Hải quân Mỹ hồi đầu tuần đã chính thức ra thông báo. Khẳng định USS Connecticut không phải do đâm trúng phương tiện khác mà do một khối đá ngầm chưa được thăm dò dưới đáy biển. Cùng với đó, phía Mỹ xác nhận tình trạng là lò phản ứng hạt nhân trên tàu không bị hư hại. Tuy vậy, dường như chưa trả lời về lý do ngắn gọn này. Hôm qua ngày 2 tháng 11, Trung Quốc đã lên tiếng phàn nàn về sự thiếu minh bạch của Mỹ và cho rằng Washington vô trách nhiệm vì đã không tiết lộ vị trí chính xác mà tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của mình va chạm ở Biển Đông cũng như không thông tin rõ về hậu quả.
Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra nhận xét tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 11 rằng: "Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ việc và yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ, có trách nhiệm và đưa ra lời giải thích chi tiết và thỏa đáng với cộng đồng quốc tế cùng các nước trong khu vực." Ông Uông khẳng định, Mỹ cố tình làm mờ địa điểm xảy ra vụ việc bằng cách gọi đó là vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời cho biết thêm Mỹ đang lảng tránh về ảnh hưởng đối với môi trường biển, chẳng hạn như vụ tai nạn có dẫn đến khả năng làm rò rỉ hạt nhân hoặc ô nhiễm môi trường biển hay không. Theo người phát ngôn, Mỹ nên đưa ra lời giải thích chi tiết về vụ việc để giải quyết mối quan ngại của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Bên cạnh phát ngôn của nhà ngoại giao Trung Quốc, các chuyên gia quân sự Bắc Kinh cho rằng khả năng rò rỉ hạt nhân là hoàn toàn có thể, khi mà theo báo cáo Cuộc Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông SCSPI có trụ sở tại Bắc Kinh công bố vào ngày 31 tháng 10, máy bay WC-135 chuyên đánh hơi hạt nhân của Mỹ đã hoạt động tại Biển Đông, trong khi loại máy bay này rất ít khi có dịp xuất chinh trong khu vực. Vì vậy, các chuyên gia Trung Quốc đánh giá, rõ ràng Mỹ đã nhận thấy có điều bất thường sau tai nạn này. Đáng nói, phía Trung Quốc đã hành động quyết liệt trước sự vụ này đến nỗi cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, Thời báo Hoàn Cầu đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu quân đội Mỹ tiết lộ thông tin nói trên về vụ va chạm với khoảng 330.000 cư dân mạng Trung Quốc và ở các nước ngoài đã đăng ký tính đến thứ Ba ngày 2 tháng 11. Một khu vực cũng đang trải qua những cơn dư chấn đầy lo âu do quân đội Trung Quốc mang lại chính là Đài Loan, vẫn kiên quyết đi theo chiến lược củng cố tiềm lực phòng vệ của mình trong những tuyên bố mới nhất. Cụ thể, vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ sẽ tăng cường huấn luyện lực lượng dự bị vào năm tới, bao gồm tăng gấp đôi các cuộc tập trận bắn hạ kẻ địch. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự gần hòn đảo và thường xuyên khẳng định sẽ dùng đến vũ lực nếu cần để thực thi chính sách một Trung Quốc. Với việc Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự bằng các cuộc ghé thăm đầy sát khí của dàn chiến cơ kỷ lục và vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính tháng trước đã mô tả tình hình là nghiêm trọng nhất trong hơn 40 năm và kêu gọi chi tiêu quân sự thêm cho vũ khí nội địa. Những quân binh dự bị này sẽ được yêu cầu tăng gấp đôi số lượng đạn mà họ bắn trong các bài tập bắn, trong khi huấn luyện chiến đấu sẽ được kéo dài đến 56 giờ mỗi lần tập luyện. Chương trình mới sẽ được áp dụng cho khoảng 13% trong số 110.000 lính dự bị mà cơ quan có kế hoạch đào tạo vào năm tới, trước khi có quyết định tiếp theo về việc có mở rộng chương trình này hay không. Đài Loan đang dần chuyển đổi từ quân đội nghĩa vụ sang lực lượng chuyên nghiệp trước các áp lực từ bên ngoài, như Reuters đưa tin vào năm ngoái. Ngoài ra, lục quân Đài Loan có kế hoạch chuyển giao các phương tiện cũ hơn cho lực lượng dự bị. Sau khi tất cả các xe tăng M1A2T Abrams mua từ Mỹ đã được bàn giao. Ở một diễn biến khác, Nga cũng đang tích cực nâng cao hệ thống phòng thủ tác chiến của mình giữa bối cảnh mối quan hệ với NATO ngày càng đóng băng. Báo cáo mới nhất vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11 cho biết, các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Pearl và Bison của hạm đội Biển Đen đã thành công quét sạch các tàu nổi của đối phương ở Biển Đen trong một cuộc diễn tập. Văn phòng báo chí của hạm đội Biển Đen nêu rõ, các nhóm hệ thống tên lửa chống hạm phòng thủ ở bờ biển di động Bon và Bison từ một đội tên lửa pháo binh của hạm đội Biển Đen đã tổ chức các cuộc tập trận để loại bỏ một nhóm tàu nổi của đối thủ ở Biển Đen. Trong lúc tập trận, một số tàu của hạm đội Biển Đen sẽ mô phỏng kẻ thù, các nhóm tác chiến của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển thì tiến hành các cuộc hành quân, trang bị và ngụy trang vị trí của họ trong cuộc tập trận. Các thương vụ vũ khí của Nga cũng là một trong những đề tài được Mỹ rất quan tâm, và Washington thường xuyên có động thái cảnh báo đồng minh rằng các khí tài của Nga sẽ làm ảnh hưởng đến chiến lược chung với Mỹ. Vào hôm qua ngày 2 tháng 11, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang FSMTC, ông Dmitry Sugi, vừa cho biết Nga có thể cung cấp tân binh tên lửa phòng không tiên tiến S-500 cho Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai. Chúng tôi đang xem xét Ấn Độ cũng như Trung Quốc và tất cả các quốc gia mà chúng tôi có quan hệ đối tác lâu năm và mối quan hệ tương hỗ là chủ sở hữu tương lai của hệ thống tiên tiến mới nhất này, ông Sugi cho biết. F-500 Prometi là hệ thống tên lửa đối đất không thế hệ tiếp theo có tầm bắn khoảng 600 km, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thậm chí cũng là một sát thủ đáng trông đợi đối với tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay. Trước đó, thông tin về tân binh phòng không này sẽ được biên chế trong vài năm tới đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc họp với các chỉ huy hàng đầu của quân đội và đại diện của các công ty quốc phòng hồi đầu tuần. Theo ông Sugi, một khi đủ số lượng biên chế cho các lực lượng vũ trang của quốc gia, Nga có thể xuất khẩu chúng sang các nước khác.
Trở lại với tình hình tại Afghanistan, chính phủ lâm thời Taliban vừa cho biết họ sẽ sớm thông báo tin vui về việc cho phép các bé gái trên 12 tuổi được phép đi học trở lại, nhưng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ tài trợ cho quá trình này vì hầu hết viện trợ từ bên ngoài đã bị tạm dừng. Có thể nói, việc đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất mà Taliban phải đối mặt kể từ khi họ lên nắm quyền vào tháng 8, khi các cơ quan quốc tế liên tục gây sức ép yêu cầu Taliban chứng minh họ đang tôn trọng phụ nữ ở đất nước để đổi lấy sự công nhận từ cộng đồng quốc tế. Trước đó, vào tháng 9, Taliban vẫn áp dụng đường lối quy tắc cứng rắn khi chỉ cho phép các nam sinh trở lại lớp học, nhưng các bé gái thì không. Vào tháng 9, phong trào Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã thu hút sự lên án trên toàn cầu khi cho phép các nam sinh trở lại lớp học nhưng lại yêu cầu các nữ sinh trên 12 tuổi ở nhà cho đến khi các điều kiện cho phép họ quay trở lại. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái và chúng tôi sẽ có chính sách giáo dục phù hợp với họ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đó không phải là do áp lực thế giới. Waseed Dulat Hashemi, giám đốc chương trình đối ngoại và viện trợ tại Bộ Giáo dục, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước. Ông Hashemi cho biết các học giả tôn giáo đang nghiên cứu về vấn đề này. Lệnh cấm có hiệu lực đối với việc giáo dục trẻ em gái sau độ tuổi tiểu học đã nhắc nhở quốc tế về các quyết định hà khắc của chính phủ trước đây của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, khi phụ nữ hầu hết không có việc làm và trẻ em gái không được phép đến trường. Ông Hashemi cũng khẳng định không có giáo viên nữ nào bị sa thải và đây là một thông điệp tích cực cho thế giới rằng chúng tôi đang xây dựng một cơ chế. Chúng tôi không làm việc để loại bỏ họ khỏi các trường học và trường đại học của chúng tôi. Tuy nhiên, ông Hashemi đổ lỗi rằng các kế hoạch giáo dục giống như các lĩnh vực khác của chính phủ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự rút lui đột ngột của sự hỗ trợ từ nước ngoài sau sự sụp đổ của chính phủ được phương Tây hậu thuẫn vào tháng 8 và ông đã kêu gọi khôi phục viện trợ. Một báo cáo của UNESCO cho biết, viện trợ bên ngoài chiếm gần một nửa ngân sách giáo dục tại Afghanistan vào năm 2020. Trở lại với cách thức giáo dục trẻ em gái, ông Hashemi cho biết Bộ đang nghiên cứu một chương trình giảng dạy mới cho các trường học để đưa các em tuân thủ các nguyên tắc của đạo Hồi, văn hóa địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng hệ thống này sẽ được thiết lập theo cách mà giới lãnh đạo Taliban và các học giả đồng ý và không dựa trên áp lực quốc tế. Trong nỗ lực đáng chú ý về việc bảo vệ môi trường, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết gần 90 quốc gia đã tham gia nỗ lực do Hoa Kỳ và EU dẫn đầu nhằm cắt giảm 30% lượng phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020, một hiệp ước nhằm giải quyết một trong những nguyên nhân chính gây ra vấn đề khí hậu. Hiệp ước mới vì môi trường sẽ chính thức ra mắt vào cuối ngày thứ Ba ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương. Được biết, metan là khí nhà kính chính sau khí carbonic, nó có tiềm năng giữ nhiệt cao hơn CO2 nhưng phân hủy trong khí quyển nhanh hơn, có nghĩa là việc cắt giảm phát khí thải metan có thể có tác động nhanh chóng đến việc kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Theo quan chức của chính quyền Biden, hiệp ước khí metan toàn cầu được công bố lần đầu vào tháng 9. Hiện bao gồm một nửa trong số 30 quốc gia phát thải khí metan hàng đầu, chiếm 2/3 nền kinh tế toàn cầu. Trong số các quốc gia ký kết mới sẽ được công bố vào thứ ba là Brazil, một trong 5 quốc gia phát thải khí metan lớn nhất thế giới. Thế nhưng theo Reuters, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cũng là 5 nước phát thải khí metan hàng đầu đã không ký vào cam kết. Các quốc gia này đều nằm trong danh sách được xác định là có mục tiêu tham gia cam kết. Kể từ khi nó được công bố lần đầu vào tháng 9 với một số bên ký kết, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã làm việc để đưa các nhà phát thải khí metan lớn nhất thế giới tham gia vào quan hệ đối tác. Đã có khoảng 60 quốc gia đăng ký chỉ trong tuần trước sau khi Hoa Kỳ và EU thúc đẩy ngoại giao cuối cùng trước hội nghị thượng đỉnh COP26. Mặc dù không phải là một phần của các cuộc đàm phán chính thức của Liên Hợp Quốc, nhưng cam kết về metan có thể được xếp hạng trong số các kết quả quan trọng nhất từ hội nghị COP26, do hiệu quả to lớn mà nó đem lại trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 5 cho biết, việc cắt giảm mạnh lượng khí thải metan trong thập kỷ này có thể tránh được tình trạng trái đất nóng lên gần 0,3 độ C vào những năm 2040 và tránh được những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Nếu được thực hiện, cam kết này có thể sẽ có tác động lớn nhất đến lĩnh vực năng lượng, vì các nhà phân tích cho rằng sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu khí bị rò rỉ là cách nhanh nhất và rẻ nhất để hạn chế phát thải khí metan. Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, trong khi EU là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất. Hoa Kỳ sẽ ban hành các quy định về khí metan trong tuần này. EU và Canada đều có kế hoạch công bố luật metan giải quyết lĩnh vực năng lượng vào cuối năm nay. Trong một phát minh góp phần bảo vệ môi trường, các nhà khoa học Phần Lan cho biết họ đã sản xuất thành công tế bào cà phê trong một lò phản ứng sinh học thông qua nông nghiệp tế bào.
mà họ cho rằng có mùi và vị cà phê thông thường. Nhiều nông dân trên khắp vành đai trồng cà phê trên thế giới đang phải chịu những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Đây là mối quan tâm cấp bách đối với ngành cà phê trị giá hàng tỷ đô la. Nhu cầu cà phê cao cũng đồng nghĩa với việc cần nhiều diện tích hơn để sản xuất đủ hạt cà phê, dẫn đến nạn phá rừng. Do vậy, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan đã đưa ra một giải pháp thay thế bền vững hơn để sản xuất cà phê. VTT đang phát triển sản xuất cà phê thông qua tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm của mình. Trong quá trình này, các tế bào được nuôi cấy trong các lò phản ứng sinh học, chứa đầy môi trường dinh dưỡng được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ động vật và thực vật khác nhau. Vậy liệu cà phê pha trong phòng thí nghiệm có thể vượt qua bài kiểm tra hương vị? Heikki Aasila, nhà khoa học nghiên cứu VTT chịu trách nhiệm đánh giá và là một trong số ít người được phép nếm cà phê vì luật an toàn và sức khỏe, cho biết cà phê trong phòng thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn sở hữu được hương vị cà phê đích thực. Tất nhiên là không giống 100%, nó có vị như sự kết hợp của nhiều loại cà phê khác nhau, nhưng tất nhiên chúng tôi chỉ đang ở bước nghiên cứu chứ chưa thương mại. Nhưng chắc chắn nó vẫn rất giống với cà phê vào thời điểm hiện tại rồi, ông Aasila chia sẻ. Theo VTT, công việc bắt đầu bằng cách nuôi cấy tế bào cà phê, thiết lập các dòng tế bào tương ứng trong phòng thí nghiệm và chuyển chúng đến các lò phản ứng sinh học để bắt đầu sản xuất sinh khối. Sau khi phân tích sinh khối, quy trình rang đã được tiến hành và cà phê mới cuối cùng đã được đánh giá bởi hội đồng cảm quan được đào tạo của VTT. Trưởng nhóm nghiên cứu VTT Heikki Richard cho biết, chúng tôi bỏ qua nhiều phần canh tác và thay vào đó chúng tôi sử dụng tế bào thực vật. Vì vậy, ý tưởng thực sự về lâu dài đó là có thể thay thế các quy trình nông nghiệp bằng một quy trình bền vững hơn ở đây. Richard cho biết cà phê được trồng trong phòng thí nghiệm có một số lợi ích, việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón sẽ ít hơn và việc vận chuyển sẽ giảm đi nhiều. Cũng sẽ có thêm nhiều lợi ích của sự nhất quán với sản phẩm không phụ thuộc vào mùa hoặc các yếu tố môi trường khác. Ở châu Âu, cà phê trồng trong phòng thí nghiệm cần được phê duyệt là thực phẩm trước khi bán ra thị trường. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mọi người sẽ mua nó chứ? Theo Satu, nhân viên pha chế tại một cửa hàng cà phê ở trung tâm thành phố Helsinki, cho biết cô nghĩ khách hàng sẽ mua nếu nó ngon. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.